MLMS Bình Dương xin kính chào quý cô chú và anh chị đã xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Thì bây giờ là cũng xế rồi ha, cũng 1-2 giờ rồi. Thì tại mộ của cậu Năm phải nói là rất là đông các cô chú các anh chị đến viếng mộ của cậu Năm ha. Hiện tại thì đang thấy anh Toàn ở bên xếp hoa, anh đang cắm lại hoa nè. Nãy giờ cắm chưa xong nữa anh? À, nãy giờ mới chỉnh hoa ha. Quá đẹp luôn, anh đang chỉnh. Em là dạ, 15 mét Bình Dương. Dạ. À, anh đang cắm lại hoa rất là tuyệt đẹp luôn. Dạ. Mình ở đâu chú? Ở An Giang ha. Chú lên với ai chú? À, 10 người lận. Là từ An Giang mình lên đây luôn. Wow, tuyệt vời quá. Dạ. Dạ, chú mới lên đây luôn hả chú? Mới lên tới thì luôn ha. Trời, cái đoàn mình đông quá ha, 10 người từ dưới An Giang. Wow, xa quá ha, mà đi xe gì chú? Đi xe máy. Trời ơi, xa. Từ An Giang mà lên đây là phải nói là 200-300 cây chứ không ít đâu. Dạ, là đây là đoàn của mình hả chú? À, chắc là con nghĩ là mấy chú chắc vô đốt nhang đâu ha. Dạ thôi, con mời đoàn của mình lấy nhang đốt cho cậu Năm một cây đi ha. Còn phía sau thì có nhang quá chừng luôn. À, hai chị gái này cũng là An Giang luôn hả ta? Chung đoàn luôn ha. À, rồi bây giờ mỗi người cây nhang để viếng cậu Năm đi ha. Dạ. Dạ, của con là 15 mét Bình Dương. Dạ. Đó thì như các cô chú các anh chị thấy thì phải nói rất là tuyệt vời luôn. À, đoàn của chú là ở An Giang ha, đi xe máy lên đây. Hôm nay là lễ cho nên nó đến rất là quý ha. Từ An Giang lên đây thì chắc có lẽ là đi chắc cũng là 3-4 tiếng. Ở đây là mình từ dưới An Giang mà lên đây chắc cũng mấy tiếng ha. À, wow, phải nói là 10 người đông đi xe máy hết. Tuyệt vời quá, vậy là cả gia đình đi hâm mộ của cậu Năm Vũ Linh hết. Cái này là các con của chú hả chú? Dạ, đông quá ha. Hay con thấy giống chắc là sinh đôi đúng không ta? Không sinh đôi hả? Vậy là sinh năm 1. Wow, hay giống không ha? 10 người là trong gia đình hết ra là ở hàng xóm nữa. Ở trong gia đình thôi. Wow, vậy là có ba mẹ nè, là mấy anh chị em ta? Nhà hai anh chị em. Còn đây là bình thường mà, không sao đâu. Mình lên YouTube là coi lại cũng làm kỷ niệm thôi, không có gì hết. Mình cứ vào đây đi. Wow, quý quá ha chú. À, mộ trong đây chú, để con vào con dạ trong đây ha. Dạ chưa xong, ở trong cái phỉnh lan này chú. Dạ trong phỉnh lan này ha. Dạ. À, chú nhìn đây là chú hay sự thấy cái lỗ âm dương. À, cái lỗ âm dương ở trong á chú. Chú đứng này chú thấy ha. Chắc là chú cũng hay coi YouTube ha. Dạ. Dạ, dạ. Chắc là ngày nào cũng coi hả chú? Dạ, gia đình của chú thì gồm có ai chú? Chú với bà xã đúng không? À, chú có mấy đứa? Gia đình mình ta đi cũng đông vui ha. Đi là từ chắc không khoảng 9-10 giờ hả chú? Rồi có lạc đường không chú? Có lạc chứ. Đi lạc lắm chứ. À, vậy là đi lạc nữa. Trời ơi. Nằm quốc lộ lớn. Dạ. Rồi đi tới đó chạy vòng vòng vô hẻm. Dạ. Nếu mà chú biết đi điện thoại thì cũng đỡ, nó sẽ chính xác hơn ha. Dạ. Ủa vậy có ai lên trên Bình Dương làm không chú? Con thấy ở miền Tây thì cũng hay lên Bình Dương làm nhiều lắm. Dạ. Tuyệt vời quá ha. Từ dưới mà lên đây phải nói là rất là xa luôn, mà phải nói là gia đình chắc là cũng ái mộ của cậu Năm Vũ Linh lắm ha. Dạ, ái mộ lắm thì chúng ta mới có gọi là cái bỏ qua cái là cái thời gian cũng như là cái tiền bạc để mà đến viếng cậu Năm, thì đó là rất là quý đó. Thì khi mà chú đến chú thấy giống YouTube không?
Y chang ha. Nhưng mà nhìn thì đã mắc hơn ở trong YouTube nhiều đúng không chú? Dạ. Thì một lát có cần con chụp hình cho cả gia đình một tấm mà con sẽ chụp cho một tấm ha. Dạ. Chú là anh em với à, là anh ha, anh ruột hả chú? Anh vợ. Anh vợ ha. Dạ dạ. Tuyệt vời quá ha, gia đình mình 10 người mà đi đi hết luôn thì con nghĩ ai chứ cũng ái mộ cậu Năm hết. Dạ. Là khi mà mình viếng xong đó chắc là chiều nay mình về lại hả chú? Dạ, xa ghê ha. Bạc Liêu ha, Bạc Liêu lên đây là à, An Giang mà lên đây thì cũng rất là xa. Quá quý rồi. Trời ơi, mấy chú mà lên đây tụi con quý lắm. Thôi, mấy chú lên đây chắc cũng khát nước ha. Để con mời các chú vào đây uống nước nha. Bên đây có nước nước đá ướp lạnh nha. Rồi, con mời cả gia đình qua đây ngồi nghỉ cho mát nha. Đó chú, ở bên đây thì có nước ướp lạnh nha. Ở bên đây chú ơi, bên đây có nước ướp lạnh nè chú ơi. Đó, ở đây con mời các chú uống nước đá ướp lạnh nha. Dạ ở đây có nha chú. Dạ đó, một người lấy chai nước uống đi cho nó khỏe trong người ha. Từ dưới An Giang mình lên đây quý quá. À, bây giờ thì 15 mét sẽ bỏ vô đây thêm những cái chai nước để cho du khách đến uống ha, cho nó mát. Đó, những cái chai nước được tất cả bà con tài trợ nè. Rất là tuyệt vời luôn. Đó thì cũng có các chú ở An Giang ha, An Giang đến. Đó, rất là tuyệt vời. Mình bỏ hết luôn đi. Rồi, bây giờ ụp lại đi, cho nó mát. Đó thì sau khi mà các chú đến thì cũng chụp hình nè, để làm kỷ niệm ha. Rất là tuyệt vời luôn. Wow, bắp ngon quá nha. Đó, trời ơi coi kìa. Không ai quen nhau hết là con kẹp bắp chia sẻ nhau rất là tuyệt vời luôn. Đó thì bây giờ 15 mét đã quay trở lại mẫu cậu Năm cho tất cả quý cô chú xem ha. Rất là tuyệt vời luôn. Đó thì bây giờ đây 15 mét sẽ quay cho tất cả quý cô chú nè. Bên ngoài đây phải nói là quá đông luôn. Quá đông luôn nha. Đó. Đây là đoàn của chú nè ở An Giang nè. Có các anh rap ha, các anh rap vẫn đến viếng mộ nè ha, ai cũng yêu mến cậu Năm hết. Đó, như các cô chú anh chị thấy. Phải nói là mọi người dành tình cảm rất là quý cho cậu, không có mà ngại cái quãng đường cũng như là cái thời gian, rất là quý luôn. Thì đến đây thì 15 mét Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Nếu thấy hay hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 mét Bình Dương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.